Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 30 tháng 3 năm 2023. Tôi đang ở trong khuôn viên nhà thờ họ Đạo Chợ Quán. Vào đây lấy hình buổi trưa. Hình Đức Mẹ Maria. Đây là tháp chuông nhà thờ. Hôm nay trời nhiều mây, theo dự báo là có thunderstorm, có sấm sét. Bên kia là đại sảnh đường. Lúc này ở đây là buổi trưa. Khuôn viên vắng vẻ. Hôm nay trời đứng gió. Rất là oi bức. Những cây cao ở đây người ta cũng sử dụng loại đèn mặt trời pin solar. Trong khuôn viên có trường tiểu học Trần Bình Trọng. Ở đây là trường Trần Bình Trọng khu A. Bên đây là trường Trần Bình Trọng khu B. Con đường dẫn vào đại sảnh đường. Đây là đại sảnh đường. Nhà thờ thành lập năm 1896, có bốn chữ nho: Ban Quản Giáo Huy, tức là ban quản giáo hội. Những cây cao kiển. Những hàng băng mở rộng giáo đường. Con đường đi thẳng ra đường Trần Bình Trọng. Ở đây có hai hàng cây song song. Nối giáo đường với đường Trần Bình Trọng.
Tôi đang đi lòng vòng ở trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán buổi trưa. Lúc này thì học sinh được nghỉ ngơi, ăn uống và nghỉ ngơi. Ở đây có những cây bông sứ. Lúc này là 12 giờ trưa. Tiếng chuông tự tháp vang lên báo 12 giờ trưa. Đại sảnh đường tiếng chuông vang ra từ tháp chuông của nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán buổi trưa. Nhà tôi ở gần đây. Do đó tôi thường vào đây để săn hình. Ở đây buổi trưa rất là yên tĩnh. Lúc này là mùa bông. Bông rất là đẹp. Sau này người ta đặt tượng Đức Mẹ Maria
ở trong khuôn viên nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Mới kéo chuông xong hả anh? Anh Thành, người kéo chuông cho nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Nhà thờ đang đại tu, mở rộng hai bên, tạo cho nhà thờ ở cái thế cân bằng hơn. Cổng trường sạch đẹp an toàn, xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường. Bây giờ thì tôi sẽ theo ngã trước ra về. Trời buổi trưa oi bức, dự báo thời tiết là thunderstorm, tức là sấm sét. Bây giờ tôi sẽ theo đường Trần Bình Trọng để về nhà. Đây là đường Trần Bình Trọng. Trần Bình Trọng buổi trưa. Church of Chowang Parish, nhà thờ Họ Đạo Chợ Quán. Giáo xứ Chợ Quán 120 Trần Bình Trọng, năm 1896. Lúc này là mùa oi bức, thành ra cây cũng héo, lá cũng tàn. Nếu đi thẳng ra thì tôi sẽ đụng đường Nguyễn Trãi. Nhưng tôi sẽ đi tắt theo đường hẻm để về nhà. Thì
vào hẻm 120. Quy Ước, khu phố 2. Chữ lý trí nhiều quá. Thông báo thường là những chữ ngắn gọn, chữ to. Người ta bán trái cây. Quán cà phê. Theo dự báo thì hôm nay là ngày thunderstorm. Sẽ có sấm sét. Lúc này buổi trưa rất là oi bức. Cuối hẻm là tỉnh xá Từ Đức, nơi đặt hài cốt của những người quá cố. Ở đây người ta trồng rất nhiều những cây khế. Những cây khế cao, to. Trời hôm nay nhiều mây, có thể là có mưa. Giữ xe đi chùa. Chùa ở đây là tỉnh xá Từ Đức. Ở đây người ta tạo cảnh. Cho những người vào đây chụp hình. Buổi trưa thì tỉnh xá Từ Đức cũng đóng cửa nghỉ. Ở đây người ta trồng những cây chuông vàng. Bông rất đẹp. Có cái khế tỉnh xá Từ Đức. Buổi trưa đóng cửa nghỉ. Những cái khế thấy khế chính rớt xuống đất. Bây giờ thì tôi sẽ theo con hẻm nhỏ để về nhà. Đi theo con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Chào. 这个前提之下，哎，美国马上说话。嗨。美国国务卿布林肯他马上说呢，支持乌克兰和平框架，但是。 Lúc này ở đây là buổi trưa. Tôi nằm nghe tin tức.
所以美国的意思就是说，哎，一切哦，你要先退回原点，Giờ muốn đưa xong. 回到原点，我们才可以开始来谈哦。你想想看，光是在这个框架下， Bây giờ là 有可能吗？ 韩明哥，你怎么看这一次？ Muốn kiếm cái chuyện gì đó để làm, để ghi hình, để có câu chuyện kể. Kể chuyện á, là một cái hình thức vừa vận động trí óc, vừa vận động tay chân. Bây giờ thì tôi muốn đạp xe đi một vòng dạo phố để có câu chuyện buổi quá trưa. Trong đầu có ý định, có ý muốn là tôi đi thực hiện. Tạm thời tôi tắt cái phần tin tức. Tắt cái tin tức. Xỏ cái quần vô, mang đôi giày, rồi lấy xe đạp, đạp một vòng, vừa đi vừa ghi hình, vừa coi thiên hạ sinh hoạt, vừa coi cảnh mua bán, vừa tìm các cái sự kiện để phát triển cái trí nhớ. Nằm hoài cũng chán. Ra ngoài thì xỏ thêm cái quần nhiều túi, mang cái kiếm chống bụi, con dao hướng đạo, lấy thêm cái bóp có khi mua đồ. Xỏ đôi dài. Mang theo cái khăn ướt, để tránh cái nóng oi bức. Đó, bây giờ thì là đẩy xe ra ngoài và rảo một vòng. Thế là tôi có câu chuyện kể cho buổi quá trưa. Tôi đang ở trên đường Trần Bình Trọng. Sau giấc ngủ trưa thì bây giờ tôi đi dạo phố, đi sáng tác. Dùng cái điện thoại của mình để tả cảnh sắc sinh hoạt của cái vùng mà mình ở.
cháu dịch thanh đa. Trạm cơm nghĩa tình. Dọc theo đường Trần Bình Trọng có rất nhiều những cái quán ăn. Cháo vịt, hủ tiếu, hủ tiếu Nam Giang, cái gì cũng có. Mặt trời đã sunset, đã lặn ở hướng Tây, thành ra trên đường nhiều bóng mát. Đèn đỏ thì mọi người dừng lại chờ đèn. Tôi băng qua đường An Dương Dương. Vừa chạy vừa nhìn ngắm đường phố, vừa tìm các cái sự kiện để ghi hình. Lúc này nhiều học sinh tan học. Phụ huynh đến chờ đón học sinh. Trường Trung học Thực hành Sài Gòn. Cảnh đón con em. Đây có cái bàn thờ. Trên đường thỉnh thoảng xuất hiện các cái bàn thờ. Bàn thờ này cũng tươm tất. Cây pipala tức là cây già. Tôi vẫn đạp xe trên đường Trần Bình Trọng. Đường này dẫn vào hồ bơi Lam Sơn. Đi thẳng vào là hồ bơi Lam Sơn. Nhiều người dẹp. Đang ở trước hồ bơi Lam Sơn. Đi vòng vòng để tự ghi hình.
tới thì tôi sẽ đến đường Trần Phú. Trước mặt là đường Trần Phú, nếu đi thẳng nữa đó là đường Hùng Vương. Đèn có hệ thống đếm ngược. Bốn, ba, hai, một, đổi đèn. Tôi quẹo vào đường Trần Phú. Đây là đường Trần Phú. Ở đây những hàng cây dầu cao to, rất nhiều những cái xưởng đóng khung làm hình, những cái xưởng khung. Nằm ở nhà riết cũng chán. Tôi xách xe đạp chạy vòng vòng. Ở đây là quán cà phê, cà phê lề đường. Cà phê ở lề đường. Đường Trần Phú. Chạy lên nữa thì tôi sẽ đụng ngã 6 Cộng Hòa. Bạn thấy người ta đặt những cái chông chống để phát hiện gió. Tôi đi vào công viên Âu Lạc. Tôi đã vào công viên Âu Lạc. Lúc này là trời sắp về chiều. Bữa nay không có người đá cầu. Bên đây là đường Trần Phú. Nắng chiều in bóng trên nền đất.
Tôi lại gặp một người bận áo xanh, cứ cầm cái túi sách đi vòng vòng. Bạn coi những chùm cao. Đạp ski. Đây là những chùm cao. Tôi đang ở trong công viên Âu Lạc. Vô đây gió mát. Đi vòng vòng tự ghi hình. Lúc này mặt trời chói chang. Những chùm cao. Đây là chùm cao rất lạ. Mùa này là mùa cao cho trái. Tôi đang thả bộ đi lòng vòng ở trong công viên Âu Lạc. Nhiều người vào đây relax. Vô đây exercise. Vào đây để vận động. Đạp xe không đã rồi vô đây đạp xe Sibo. Cuộc sống là vậy. Ở đây có cái bảng đèn rất lớn. Hồ nước. Bên kia là ngã 6 Cộng Hòa. Bạn thấy đường Trần Phú.
giãn xương. Giãn xương sống. Bên đây là đường Hùng Vương. Ngã 6 Cộng Hòa. Ra đây gió hiu hiu, rất là mát. Có những cái bàn rất là to. Đường Nguyễn Thị Minh Khai đi thẳng lên quận 1. Trước 75 là đường Hồng Thập Tự. Mọi người ra đây đều vận động. Hệ thống bơm nó bị hư rồi, thành ra lâu lắm không thấy bơm nước nữa. Bây giờ thì tôi đi về. Tôi đang ở công viên Âu Lạc. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa. Sau lưng tôi là ngã 6 Cộng Hòa. Chiều chiều á, nhiều người ra đây hứng mát. Gió ở đây rất là mát. Tôi đem theo ăn ướt để tự làm mát, đem theo nước. Đảo một vòng cũng ghi được nhiều hình. Tôi cùng với chiếc xe đạp của mình đi ngao du khắp nơi. Phía sau lưng là ngã 6 Cộng Hòa. Mặt trời sên sớt ở hướng Tây. Thank you.
sau lưng tôi là công viên Âu Lạc. Ở đây là ngã 6 Cộng Hòa, đi thẳng là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Chiều nhiều người vô đây làm exercise, đi vòng vòng. Nằm riết rồi cũng chán, tôi xách xe đạp rảo một vòng. Tự ghi hình. Chơi hình giống như là một hình thức sáng tác. Nó cho mình capture, bắt giữ cái hình ảnh. Thay vì dùng chữ viết thì ở đây mình bắt giữ hình ảnh. Nắng buổi chiều, gió bay ngọn tóc. Xe đạp cùng tôi đi khắp nơi. Bây giờ thì tôi theo đường Nguyễn Văn Cừ ra Nguyễn Trãi về nhà. Bấm cho mình một số hình nữa. Đây là ngã 6 Cộng Hòa, đi thẳng là đường Nguyễn Thị Minh Khai, thẳng ra Sài Gòn. Lúc này xe cộ rất là đông. Tôi đang ở công viên Âu Lạc. Buổi chiều nhiều người ra đây hóng mát. Đây là lề đường của phía Hùng Vương.
thấy những người ra đây hứng mát, mặt trời sunset ở hướng tây. Tôi cùng với chiếc xe đạp của mình đi vòng vòng những bụi cây ở đây được chăm sóc rất kỹ. Bây giờ thì tôi sẽ vào đường Quỷ Văn Cừ và đạp qua đường An Dương Vương tới Nguyễn Trãi, quẹo phải về nhà. Ở đây nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Xe lấy rác. Ngã 6 Cộng Hòa. Bây giờ thì tôi vô đường Nguyễn Văn Cừ. Nhà vệ sinh công cộng. Nhiều người đang chờ gọi. Đường Nguyễn Văn Cừ, trước 35 là đường Cộng Hòa. Những người ở đây là những người đang chờ con em tan học trường chuyên Lê Hồng Phong. Những người chờ tan học, chờ con em. Băng qua đường Nguyễn Văn Cừ, cầu vượt. Băng qua đường Nguyễn Văn Cừ. Sau này người ta làm thêm mái che. Dọc theo trường học thì có những xe bán nước uống, bán cơm, bán đồ ăn giá bình dân. Trường Đại học Học Tự nhiên, Trung tâm Tinh học. Trước 75 ở chỗ này là Đại học Khoa học Sài Gòn.
Tôi cũng có nhiều năm đó, học ở đây. Bây giờ đổi là khoa học tự nhiên. Đây là giảng đường 1. Trước 75 ở đây là giảng đường 1, chứa khoảng chừng 300 học sinh. Kế bên thì người ta xây một cái tòa nhà lớn cao. Ta xây một cái tòa nhà rất là cao. Thì bên ngoài là đường xe hơi, bên trong là đường nhỏ. Món cháo rất là đắt, cháo bình dân, xôi mặn, xôi ngọt. Nhớ mấy chục năm trước tôi lề lớn trên con đường này. Bây giờ đi lại nhớ lại chuyện cũ. Lòng bồi hồi thời gian qua dùng dục. Tôi ghé vào đây mua nước. Chào anh, hôm nay mua nước mía. Không bán nước mía. Tôi ghé vào xe nước mía. Đường An Dương Vương. Bên đây là đường Nguyễn Văn Cừ. Mía. Ở đây có cây Pipala tạo bóng mát. Ngã ba này xe rất là đông.
Nguyễn Văn Cừ, An Dương Dương. Đang chờ làm một ly nước mía. Đây me tây, à me tây vẫn còn mấy chục năm cũng vậy. Thôi về nha. Sau khi mua xong nước mía thì bây giờ tôi đạp xe ra đường Nguyễn Trãi. Rita. Trước mặt là đường Nguyễn Trãi. Ở đây là nhà hàng Biển Việt. Tôi đã vào đường Nguyễn Trãi. Ở đây người ta bán nón. Đường Nguyễn Trãi. Tôi sắp về tới hẻm 69.
chiều rồi, mát rồi. Chỗ chờ xe bus, trạm chờ xe bus vào đây thì bắt đầu là khu bán thời trang. Bán đồ nội y. Nắng chiều ta bắt đầu bài hàng rồi đó để bán đêm. Đây là dừa. Tôi đã về tới rồi. Bên đây là chỗ sửa xe Honda. Chờ bớt xe. Tôi dắt xe qua đường. Vô đường hẻm là về tới nhà. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là thứ năm 30 tây tháng 3 năm 2023 âm lịch, nhằm ngày mùng 9 tháng 2 nhuần năm Quý Mão. Thế vận hôm nay tài vận 75%, cây me tay, việc học 76%, việc làm 70%, đào hoa 58%, tình ái 77%, an toàn 99%, sức khỏe 76%, tổng hợp là 58%. Còn số hạnh vận hôm nay là số 46. Tòa nhà trên đường Võ Văn Kiệt. Những việc làm được, những việc làm được hôm nay là thu nhận tiền vàng đề thân đính hôn, du lịch, cái bông giấy, dọn nhà nhập thất, đầu tư, ký kết hợp đồng, giao dịch, khai nghiệp, phó nhận, cúng tế, bái tế tổ tiên, chùa miếu, bái thần minh, thử xe mua xe, chỉnh đốn rồi, sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân bạn bè, nhập học,
cầu y chữa bệnh, mượn nợ dựng trụ lên kèo, bán nước uống, sửa chữa nhà kho, mở kho, động thổ phá đất, nghìn phúc khai quang, mài áo áo tân lương, áo chúc thọ, Võ Văn Kiệt làm lúa, đại quét trừ, tắm rửa tịnh khẩu. Tôi đang đi dọc theo kênh Tàu Hủ. Cầu tự hối báo, thu dưỡng. Trời quá nắng luôn. Ủ rượu bông bụt, sửa chữa đê phòng, câu cá, mục dưỡng, nạp sức, kinh lạc, mang cần câu ra để câu, thụ phong, lâm chính, tân dân, thượng sách, bờ kè, quán bờ kè. Tuổi sùng khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Hợi. Tuổi Hợi xung khắc với tuổi Tỵ. Sinh tiêu tương hại. Tuổi Hợi hại tuổi Thân. Bên kia là bệnh viện nhiệt đới. Lục hợp sinh tiêu. Tôi đang ở bên đây nhìn qua bên kia là bệnh viện nhiệt đới. Lục hợp với tuổi Dần. Tam hợp sinh tiêu. Tuổi Hợi tam hợp với tuổi Mão và tuổi Mùi. Tôi tìm đường ra đường Hưng Phú. Dọc theo bờ kênh hương vị của các vị các thành, người ta trồng nhiều cây để trang trí. Hỷ thần ở hướng chính nam, phúc thần ở hướng chính nam, tài thần ở hướng chính tây. Tôi đi đến Dương Quý Nhân ở hướng tây nam, chợ Hòa Bình, cái cầu Bắc Ngang. Âm Quý Nhân ở hướng chính tây. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Hẹn là cái cầu Bắc Ngang a good day.